Đã triệt phá một đường dây đa cấp tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội. Ngồi vậy em gái. Anh ơi, chính ra em đang coi mà, chỗ em đang coi. Chính ra, chính ra xíu. Chỗ em đang coi. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ sự kiện. Ủa mà quên chỗ anh đang bán mà. Xíu bán. Em đang coi xíu. Còn xíu mua ha. Dạ xíu mua. Anh em. Trời ơi. Chuyên nghiệp quá. Anh thấy em lên hình có chuyên nghiệp không? Em á. Chuyên nghiệp ha anh ha. Mà em tới đây để coi tivi hả? Dạ em bán hàng rong. Em coi tivi tí. Sao rảnh quá vậy? Đi bán thì bán đi. Sao ở đây coi tivi để thì sao? Chỗ tôi buôn bán mà. Ủa em xin lỗi anh. Ơi, ngày gặp 10 người khách như cô chắc ế luôn á. Giờ có mua không? Dạ không, em xin lỗi. Em nắng quá, anh cho em đứng nhờ xíu thôi, em đi liền nha. Đứng thôi hả? Dạ, em đứng tí à. Đứng đây không có khách đâu. Đợi chỗ mấy cây cầu á, khách nhiều lắm. Cô chắc cũng đắt á. Buôn bán thì lo buôn bán. Tự nhiên vô coi TV. Rồi đứng đây rồi khách tôi sao vô mua? Trời đất ơi, còn ăn mặc gì nữa. Em xin lỗi anh, thôi em đi liền. Em cũng không có tiền, chứ có tiền cũng ủng hộ anh rồi. Buôn bán hàng rong thì mình ăn mặc cho nó tém tém lại một xíu, khiêm tốn một xíu, đeo sợi dây chuyền nữa. Thấy vậy ai mua? Rồi ra ngoài đường ta giật nữa. Trời đất ơi. Dạ bậy quá. Em cảm ơn anh nhất. Thấy như tôi không? Nè, đâu có dám khoe đâu. Mình sống mình phải thiên tốn, thật thà một xíu. Ta mới thương, ta mới mua ủng hộ mình. Nè thấy không? Nãy giờ tôi cũng đâu dám khoe đâu. Dạ em khiêm tốn, em nên khiêm tốn tí, em phô trương quá anh khiêm tốn. Dạ em vậy coi tivi giờ coi kiến nữa vậy. Ê đi luôn hả? Người đâu mà vô duyên mất lịch sự vậy, không một lời cảm ơn luôn. Ôi đứa ơi, mũi không có thấy sao rồi, con đang nghĩ không có cơ chứ. Sao mà khóc tìm lèm thế, tội nghiệp quá vậy nè. Nắng nâu á, bán giấy số ngồi giữa đường cho con. Để cô mua giùm con nha. Cô mua cho con một tờ. Rồi cô con một tờ luôn. Con thối tiền cho cô nha. Bán rồi. Trời ơi, nắng quá à. Thôi hai đứa con tìm chỗ nào mát mát rồi bán nha, cô cũng phải đi bán luôn. Bán lẹ rồi về với nhà nha, trời ơi tội nghiệp quá à. Tao kêu tụi bay xin tiền mà tụi bay lo làm cái gì vậy hả? Lo làm công chuyện của tụi bay đi, hay là muốn ăn đòn nữa? Từ đây đến chiều mỗi đứa phải đem về cho tao 200 ngàn, không đủ á tụi bay cứ mập đòn với tao, biết chưa? Đi bay. Xin lỗi anh đi. Xin lỗi xin
lỗi anh nhiều nha. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cô ơi, cô, con rớt nè. Chán quá bà ơi, chắc hết tháng này á tôi nghỉ việc quá à. Mới làm có nhiêu đâu giờ đòi nghỉ là sao? Bà không thấy công việc này áp lực hả? Gì áp lực bà, nghề y tá cũng là nghề yêu thích của bà mà, ai làm gì mà bà áp lực? Làm gì cái môi trường gì đâu, không có thấy đồng nghiệp đâu chứ, toàn là ba với má không à. Đã vậy nha, cái bà giám đốc á lúc nào cũng câu có khó chịu, nói chung là rất là khó ưa. Trời ơi, để hồ sơ ở đây thì kêu để bên đây, quần áo thẳng tắp. Dạ, dạ, giờ này là mấy giờ rồi? Dạ, các cô còn không lo đi làm mà ở đây tám chuyện. Dạ em chào giám đốc. À, chắc là hết tháng này em sẽ xin phép giám đốc cho mẹ. Con trai, hồi tới rồi hả? Tôi giới thiệu với mọi người, đây là Thanh Tùng, con trai của tôi. Và cũng bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành bác sĩ của bệnh viện chúng ta. Chào mọi người, kể từ hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của tôi, cho nên cái gì mọi người giúp đỡ tôi nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Với lại tôi muốn nói là có gì mọi người coi tôi là đồng nghiệp bình thường thôi, đừng nghĩ tôi là con của mẹ rồi cứ gì nha. Cảm ơn mọi người. Thôi được rồi, mọi người lo làm việc đi. À, hồi nãy cô nói cuối tháng sao? Dạ. À, dạ 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 em hồi nãy em nói là hết tháng này á em sẽ cố gắng, và tháng sau em sẽ cố gắng hơn nữa ạ. Dạ mẹ đưa con đi tham quan một vòng ở đây. Bây giờ mẹ sẽ đưa con đi gặp một bác sĩ kỳ cựu và có kinh nghiệm nhất ở bệnh viện của mình. Dạ thì con chỉ cần theo học tập bác sĩ là được rồi đúng không ạ? Con cứ yên tâm, ở bệnh viện của mình á, từ điều dưỡng cho tới bác sĩ đều có chuyên môn, được đào tạo bài bản. Dạ. Trong quá trình làm việc á, con chỉ cần để ý cho thiệt là kỹ thì con sẽ học tập được rất là nhiều. Chị tránh ăn ví dụ như là rau muống nè, nếp nè, thịt bò, thịt gà. Dạ, xin chào giám đốc. Chào chị, chào bác. Tôi muốn giới thiệu với bác một người. Trời đất ơi, mới đây đi đâu rồi? Ai vậy? Thôi không có gì, tôi sẽ giới thiệu cho bác sau cũng được. Cảm ơn. Xin chào. Anh ơi, bé Bo mất tích rồi. Anh đang tới nè. Bây giờ em không biết Bo ở đâu nữa, em lo quá anh. Bây giờ em tìm cách liên lạc với Bo đi nha. Em biết rồi, anh nhớ để điện thoại nha. Vậy nha. Không đủ 200 ngàn hả? Tao xin được nhiêu đây vậy? Đứa nào giấu tiền? Tao có giấu tiền không? Mày, mày có đi chơi không? Tại sao có nhiêu tiền ngay ngày nay vậy? Mày chưa biết mùi đòn trong này mày chưa hiểu đúng không? Hôm nay tao sẽ đập cho mày chặn. Hay là mày muốn tao đập què giò mày? Đập bể giòm luôn nè. Mày muốn tao bể giò mày không? Con ở đâu? Chú Tùng tới bà sống rồi nè. Ai? Mày dám kêu đồng bọn tới luôn. Nói đi. Đồng bọn bên đây. Mày dám lấy điện thoại của em nè anh. Hả? Mày đi. Hai đứa này hả? Mày dám lấy điện thoại hả mày? Còn tụi bay nữa. Có hai đứa. Còn tụi bay giữ cung sầm. Thứ tụi bay không còn ra ngoài phần nào. Đi theo tao. Cho tao thử nữa. Dám lo chuyện bo đồng, đúng dám theo chuyện làm ăn của tao hả? Mới về lớn mà hai đứa mày ăn cắp điện thoại hả? Mày ăn cắp nha thằng này, thằng nào? Hai! Mà tao đập nó chết mà coi. Mày đó, hả? Đó nè, đồng bọn mày là ai?
mày là con nhỏ nào mà mày dám khen vào chuyện của tao? Tôi lại không quan trọng, quan trọng là tôi đã báo công an rồi. Ông liều hồn ông đó, ông đừng có làm gì tôi. Ông mà manh nha một cái là công an ở ngoài ập vô bắt ông bây giờ. Công an? Mày hù tao hả? Chừa cái tật ăn ở thất đức. Ngon lắm. Về là ông sao rồi nha, tụi con đừng có sợ nữa nha. Dạ. Nè, hai đứa có sao không vậy? Chào anh. Cảm ơn cô nhiều nha, nhớ cô mà mấy đứa nhỏ không bị gì hết. Không có gì đâu. Mà nè, nhìn anh thư sinh vậy mà coi bộ đánh đấm cũng dữ quá ha. Thì cũng nhờ xưa mẹ tôi có cho tôi học võ cho nên là cũng biết chút xương xương. Ủa nè, sao vậy? Tôi nhớ hồi nãy có mình tôi đánh mà sao tự nhiên anh cũng bị thương vậy? Không có sao đâu, cái này vết thương ngoài da của tôi à, không có gì đâu. Mà cô có bị thương đâu không? Không, không có sao đâu. Mấy cái chuyện này mà coi như là giãn gân giãn cốt tí thôi à, chuyện bình thường như cơm bữa mà. Nè, cẩn thận nha. Ừ, vậy được rồi, cảm ơn con. Dạ, xin lỗi chị. Cô. Đã không kịp đưa nữa rồi. Xuống đây tụi con. Dạ. Cẩn thận nha. Trời ơi. Trời ơi, con lo cho con quá à, con đi đâu vậy? Con có sao không đó? Người ngọt có chày chỗ nào không? Dạ, dạ con không sao mà chú Tùng bị quánh nhiều lắm á cô. Anh có sao không? Anh không sao, anh chỉ bị thương ngoài da chút xíu thôi à, không sao đâu. Đây nè, đây là Xin, nạn nhân bị bắt cóc chung là bé Bo nhà mình á. Anh cứu luôn hai đứa luôn. Con lại chào cô đi, đây là cô Thư nè. Chào cô Thư. Trời ơi Bo ơi, con có biết là cô lo cho con lắm không hả? Lần sau không có được như vậy nữa nghe chưa? Dạ. Đó, con á, nghe cô Thư nói chưa? Lần sau không có được đi ra ngoài chơi lung tung nữa. Làm cho cô Thư khóc, cô Thư lo cho con mấy ngày liền luôn đó. Nhớ chưa? Dạ, con xin lỗi. Ok, con xin. Nhớ nè, con phải nghe lời của cô Thư nha. Dạ. Ừ, giỏi. Con xin lỗi cô vì con mà cô khóc. Con hứa từ nay con không đi ra ngoài đường chơi nữa đâu. Giỏi. Nói thì phải nhớ lắm giữ lời nghe chưa ông tướng? Dạ. Thôi rồi, hai đứa vô tắm rửa rồi cô cho ăn cơm nha. Dạ. Thôi anh về bệnh viện nha. Dạ anh đi. Con chào chú Tùng. Cảm ơn anh nha. Không gì đâu. Bye bye. Bye chú Tùng. Bye bye chú ơi con. Bye bye chú. Bye bye chú. Dạ. Trời ơi, nhìn là phát ngán rồi. Bà Cúc ơi, bà cho con ăn biết bao nhiêu là món, biết bao nhiêu thứ rồi mà tôi thấy có được cái gì đâu. Thậm chí là một cục điện thoại nè, một tin nhắn của bạn gái nè, cũng không có nữa. Bà ngộ quá à. Thì bây giờ ai chỉ cách gì mình theo cách đó. Cũng giống như mà thí dụ có bệnh á, ai chỉ thầy hay, thầy giỏi mình phụ đều đi. Ta nói là có bệnh phải giái tứ phương. Đó thì bây giờ ta chỉ cách này mà tôi cho nó ăn chè chứ phải cái tôi cho nó uống thuốc độc đâu mà bà nói ra không vậy. Mà cái cách này là tôi thấy ông ổn rồi. Bây giờ bắt nhỏ ăn hết 5 cán chè là tôi thấy là hơi sai sai đó. Bà nghe ai nói? Bà đừng nói với tôi á là bà nghe mấy bà bán cá ngoài chợ nha. Không, cái này là của bà nụ bán bông. Thằng con trai bả đó. Ôi ôi, nó bằng tuổi con trai của mình mà nó xấu người xấu nết mà ăn chè ngủ sắc này tuần lễ sao có bộ đó. Tôi vẫn không tin.
Thôi kỳ này tin tôi lần đi. Vậy thì tạm tin. Nhưng mà tôi nói rồi nha, cũng vẫn không tin lắm đó. Ba cái chuyện vớ vẩn này mà cũng tin được hay thiệt. Thì thôi giờ bà tin tôi lần đi. Nhưng mà nói nghe nè, khi nào không thành công thì bà tính cái cách của bà. Nhưng bây giờ tôi nhiệm vụ tôi bà là phải ép sao cho nó ăn hết năm chén này nghe chưa. Tôi biết rồi. Nhưng mà lần này không xong á là để cho tôi tung chiêu nghe chưa. Ôi sao vậy, cái gì mà mặt mày nhăn nhó khó chịu vậy? Chắc thằng Tùng làm cho buồn bực nữa rồi phải không? Thì đó, cái thằng con quý quá của mình đó, hôm nay là cái ngày nó đi làm đầu tiên. Tôi chưa kịp dẫn nó đi giới thiệu với ai hết trơn á, ngó qua ngó lại nó biến đi mất tiêu luôn hả? Có bực bội không? Ồ, có người đói bụng hả? Đói bụng ăn cơm chứ đừng có dòm dèm vô mấy chén chè của tôi nha. Nè, xuống nhà sau ăn cơm đi. Thôi, bực bội trong người ăn cơm nuốt sao vô. Tôi ăn chén chè đi tới 5 chén lận. Trời, người ta kêu là chè ngũ sắc là phải 5 chén. Tự nhiên ăn vô một chén là phá cái thế của người ta rồi. Nè, mấy bà nữa đó nha. Tôi nói với mấy bà hoài à, suốt ngày cái mê tín dị đoan là sao? Tôi nói cái chuyện tình cảm của thằng Tùng á, để đó tôi lo. Để tôi tính. Rồi đợi thằng con của mình nó già, lúc đó nó ế vợ ai thèm lấy nó. Bà thiệt, mê tín dị đoan hoài. Con chào ba mẹ. Con về rồi nè. Con đó, sáng con đang đi chung với mẹ, rồi tự nhiên rồi con bỏ mẹ đi mất tiêu vậy. Ôi con xin lỗi mẹ mà. Tại vì ở trong cô nhi viện của con có một bé bị đi lạc, cho nên là con phải chạy đi kiếm gấp, không có kịp nhắn tin hay gọi cho mẹ biết. Mẹ chúc đừng có giận con nha. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái mặt con trai tôi. Trời đất ơi, đi coi. Mẹ coi. Ôi trời ơi con để sao mà cái khuôn mặt đẹp trai con bị trầy vậy hả? Mẹ, con đừng nói với mẹ mai là con đi đánh nhau với người ta nha. Dạ con. Dạ không, cái này con vô ý con đi, con không để ý cái con va trúng cái cục đèn thôi à, không sao đâu. Đừng để ý đi tứ chút nha con. Dạ. Thôi con đói bụng quá, bây giờ mình vô ăn cơm đi ba mẹ. Mẹ không có nấu cơm. Nè, giờ đói bụng quá ha. Ăn chè đi đã, chè nghe con nha. Chè rất là ngon, rất là... Dạ thôi cũng được vậy thôi, ba mẹ vô ăn chung với con luôn nha, có 5 chén luôn mà. Không, mấy mẹ ăn hết rồi, cái này là chừa phần cho con nha. Ăn đi con. Đây, cái này chứ. Cái này đậu cho nó đậu. Trời, ăn đậu, cái này cũng đậu vậy. Mẹ chúc ăn chung với con nha mẹ chúc. Để cho con ăn chút. Mẹ đang giảm cân con, mẹ mập quá rồi, mẹ không ăn ngọt nha. Cho ăn đi. Ăn cho hết nha con. Dạ. Ăn hết là không phụ lòng của ba mẹ. Vậy con ăn nha. Ăn đi, giỏi. Giỏi quá. Chào ngon không? Ngon ngon. Ăn nữa đi con. Nhưng mà một mình con ăn hết 5 chén vậy con không có được bụng con ăn cơm nữa. Có gì vậy thôi, mình con ngán quá giờ sao? Nếu mà con ngán thì bây giờ để mẹ xuống với nhà sau á, mẹ lấy nước cốt dừa ăn vô, nó vừa béo mà vừa ngọt, ngon hơn nữa nha con nha. Đúng rồi, còn mẹ sẽ chè đậu ra đen á, mẹ lấy nước đá rồi bỏ vô con đỡ ngán nha. Chờ mẹ. Mẹ chúc ăn chúng con. Đây, đá lên đây nè con trai ơi. Đây, nước cốt dừa đây, nước cốt dừa đây. Ủa? Dạ, con ăn hết luôn rồi. Tại từ nãy con thấy thèm quá, con ăn hết 5 chén luôn. Nãy nó nói ngán mà ăn nhanh dữ vậy đó hả? Dạ. Mới đem đá lên là ăn hết rồi. Dạ thôi, con xin phép ba mẹ con lên thay đồ nghỉ ngơi nha. Lên đi con. Dạ. Con xin phép. Đi cẩn thận nha. Dạ. Sao nó có thể ăn 5 chén chè vậy ta? Trời ơi, thì thằng nhỏ nuốt trọng đó có nhai đâu. Nghĩ sao 5 chén chè, bắt nhỏ ngồi nhỏ nhai sao nhai cho nổi. Ra ngồi xuống. Làm gì vậy, muốn tôi ra? Bà quay cái mỏ bà qua coi. Gì? Đúng là ăn dụng không có chùi mép này nè, rít chịch đi nè. Tôi đã nói rồi bà thèm thuồng cái gì vậy? Chè của cô mà bà cũng ăn nữa vậy hả bà trút? Trời ơi, thì tôi thương nó chứ thằng nhỏ ăn sao nổi, nhỏ ngồi nó năn nỉ tôi quá rồi tôi mới ăn. Tôi ăn nó có 1 chén một à, nó ăn 4 chén chắc là vẫn linh nghiệm đó. Linh nghiệm cái gì mà linh nghiệm? Mày biết năm là gì? Năm là ngủ đó, ngủ sắc mới linh nghiệm. Bà ăn 1 chén là phá cái thế, người ta còn có tứ sắc à, tứ sắc thì đánh bài cho rồi.
Bà để xuống cho tôi đi. Sao cái này là cái gì tôi dòm tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Thì phải rồi, dân chợ búa như bà thì làm sao mà hiểu được những cái cao siêu mà do vũ trụ ban cho. Đúng rồi, tôi là người phàm phu tục tử, bà là thánh nhân, được chưa? Đó, thấy chưa? Chưa gì mà bà đã không kềm chế được cảm xúc của bà rồi à. Nhưng mà rốt cuộc cái này là cái gì mà tôi không có hiểu. Nữa, để đây nha. Đây, người ta gọi là đào hoa trận. Đào hoa trận? Có nghĩa là sao? Mình bày binh bố trận như vậy nè, để cái đào hoa trận á, nó phát triển, rồi nó nạp vào năng lượng của thằng con trai mình. Từ đó thằng con trai mình sẽ có nhiều vận đào hoa đem tới. Ê, cái cách này hay hơn là cái cách mấy chén chè của tôi nha. Đó là chắc rồi. Thì bây giờ bà biểu tôi làm gì tôi cũng làm vậy đó. Nè, cái bình bông mà để vậy là sai hướng rồi. Mình phải để ngay giữa của tờ giấy đào hoa trận mới đúng. Ở giữa này phải không? Đúng rồi. Ở đây, ngay trung tâm điểm phải không? Đây, ngay giữa nè. Đó, rồi sao? Nhưng mà tờ giấy nó cong quá, bà phải vuốt làm sao cho thẳng cho nó nằm xuống đi. Ê, cần ủi không? Tôi ủi cho. Cái trời đó, bà điên quá. Trời ơi, bà con, trời ơi, cái đào hoa trận của tôi bị bà phá banh hết rồi, còn gì mà đào hoa nữa. Trời ơi, tôi nói cái vía của bà đó, vía bà nặng cao tựa như núi Thái Sơn vậy đó, xui rồi, coi như là bể hết trận này rồi. Tôi xin lỗi bà Mai, cái này là lỗi của tôi, nhưng mà tại vì bà biểu sao tôi làm vậy mà tôi làm hơi lố tay. Tôi xin lỗi, tôi đâu có cố ý. Bây giờ sao? Bây giờ còn sao nữa, là coi như là tầm này là hết làm ăn gì được rồi. Kiểu này á, phải là phải đến thầy rồi thỉnh lá bùa khác chứ sao. Cách đó chạy đi, nó nghe nè bà Mai. Tôi xin lỗi nghe, bà đi lại thầy bà thỉnh. Bà làm ơn bà dắt tôi theo. Tôi năn nỉ bà, tôi không cố ý nha. Phá không à. Ba ơi, chú ba ơi, ba ơi, chú. Chú gì vậy? Cái gì mà ôm hầm vậy? Hả? Mày đang rút dưới tay. Đang có chuyện nghiêm trọng mà đấu vật gì? Đấu vật gì? Mày á nghe, bạo lực. Bạo lực gì? Mày ăn hiếp quá. Bạo lực hồi nào? Lũi con quýnh nó chứ. Cái này quan trọng nè chú ba, cái này quan trọng. Vô. Cái gì? Ba vô đây ngồi coi. Lẹ. Lũi luôn, nín thở luôn à. Cái gì vậy? Trời, cái này bạo lực quá, cái này mới bạo lực nè. Trời ơi, như phim hành động như vậy. Từ, cho ba coi. Quy, trời ơi, nữ sát thủ không? Ủa? Chị hai mày nè. Gì đánh quá anh vậy? Trời ơi trời, cái này mới bạo lực nè trời. Cái này trời, chị hai mày là phóng viên mà sao lúc nào ông Trường là bản tin đầu tiên vậy trời? Ôi, chú ba không rành chị hai rồi. Chị hai là lo chuyện của người ta trước mới lo chuyện của mình. Mấy người chứng tỏ gì dễ lên mặt báo lắm. Thì đó, bởi vậy. Nè, dù gì đi nữa thì ba thấy vậy là mới là xứng đáng là con gái rượu của bà, thấy không? Dạ. Trời ơi ba ơi, chú ba ơi. Đó, nói về đó. Trời ơi, con khổ quá mà. Ngồi xuống đây. Chị khổ quá mà. Bình tĩnh, con có bị gì không? Dạ không, con chỉ bị sơ sơ với lại nhức mỏi người bầm nhẹ thôi mà ba. Ôi, bầm nhẹ. Ê con, chú nói nè, ta phóng viên á là người ta đứng sau ống kiến không à, còn con đứng trước ống kiến, con đóng phim hành động hoài, mốt nhiều khi nổi tiếng mấy nhà làm phim mời đóng phim luôn á. Trời hành động luôn. Ơi, con khổ quá mà. Con ra đường bị người ta ăn hiếp á, cả nhà không ai thương con thôi, chú còn chồng con nữa. Chú thiệt á. Chuyện sao nói ba nghe coi. Ba nghĩ con khổ lắm. Cái thằng cha phóng viên vô đạo đức đó, cái thằng cha đức mà con hay kể với mọi người đó, nghĩ làm sao đây là một cái vụ án con theo đuổi từ đầu đến cuối, con dãi nắng, con dầm mưa, con quá trang, con làm đủ trò khiến người ta hơi nghĩ con là ăn trộm ăn cướp luôn. Vậy mà hả, cái lúc mà con đang đấu tranh để mà cứu tụi nhỏ thì chả núp ở trong góc bà, chả núp ở trong một cái góc kẹt chụp hình. Tức chưa? Tức cũng thiệt. Có gì đâu, tự nhiên núp trong góc chụp hình có gì đâu mà tức. Trời ơi, núp trong góc chụp hình con, chụp hình mọi người, cái lấy cái hình đó về đăng tin lên báo chứ, dành công của con, tức chưa? Cái này mới mất dạy nè. Thiệt, cái thằng đó thiếu đàn ông gì đâu mà. Thôi ồn ào quá. Thôi bà nói coi nè con ơi, con có biết cái chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Cái thằng đó là Lý Thông đó, nó cướp công của người khác đó. Hơ, bỏ đi con, mai mốt mình sẽ có cái chốt khác ha. Vậy nha con gái. Tùng ơi, con ngủ chưa? Dạ, con chưa ngủ. Mẹ vô đi mẹ. Thức khuya vậy con? Dạ. Ủa? Sao nghe có mùi dầu gió vậy con?
Dạ. Con bị gì hả? Đâu có đâu mà. Mẹ kiếm con có chuyện gì không mẹ? Không có gì. Mẹ định qua hỏi thăm con. Ngày mai là ngày con đi làm. Rồi con có định... Định sao mẹ? Mẹ rõ ràng mẹ nghe có mùi dầu nóng con sức trên người mà. Không có. Mẹ yên tâm với con bị gì hết á. Không có sao đâu mẹ. Mẹ mới tính nói con gì hả? Thì mẹ chỉ muốn hỏi con ngày mai đi làm rồi có cần chuẩn bị gì không mẹ lo. Dạ không có gì hết mẹ, yên tâm mẹ. Bị gì không đưa mẹ coi. Không có, con không có bị gì hết á. Con bình thường, khỏe mạnh. Không có được giấu tôi cái gì à nha. Dạ. Vậy thôi ngủ sớm đi, ngày mai đi làm. Dạ, trễ mẹ về ngủ ngon mẹ. Đó, thấy chưa? Mẹ nói đâu có sai là con giấu mẹ mà. Cái này là cái gì đây? Hả? Dạ con bị cái gì mà thoa dầu nóng? Đưa mẹ coi. Không mẹ con. Trời đất ơi, cái gì vậy Tùng? Mẹ nói nhỏ ơi, con không sao đâu. Mẹ nói với hai mẹ kia nghe là sao? Con muốn hai mẹ kia không nghe thì con phải cho mẹ coi. Con bị thương đi ba như vậy mà con định giấu bác sĩ là sao? Trời ơi, vô đây. Tùng ơi, con bị cái gì vậy Tùng ơi? Hả? Đánh lộn có sao không vậy? Đưa coi. Trời ơi, đưa coi. Có bị gì vậy sao? Cái vai nó bị hả? Đưa mẹ coi. Nó đó. Trời ơi, sao vậy con? Sao con đi đánh lộn với người ta? Bà nói làm sao? Nó đánh lộn hả? Trời đây nè, cái clip trên mạng đang rần rần đây nè. Để tôi nè, coi đi. Ủa mà con nhỏ này là ai? Sao tôi thấy nó quen quen? Mà nó là ai mà nó đánh con tơi tả như vậy hả? Tùng mà con là bác sĩ mà. Con ra đường con đánh nhau như vậy đó. Hay là con có dính líu gì tới xã hội đen? Trời ơi. Nè, con mà liên quan tới xã hội đen là con sai lắm rồi đó nghe. Không phải như ba mẹ nghĩ đâu. Thực ra là vậy nè. Tại vì trong cái viện mồ côi của con á, con bé cô Boy bị bắt cóc. Cho nên là con phải đi cứu con bé. Cứu cái gì mà đánh con ra nông nổi vậy mà cứu? Bây giờ đừng có nói nhiều. Bây giờ mình tới nhà con nhỏ đó hả? Mình tính sổ với nó. Tại sao mình đánh con mình tơi tả, dám đụng con ra yêu quý của tôi? Thôi được rồi, không có đánh đấm gì hết trơn á. Đánh cái gì? Không mẹ. Tôi sẽ làm đơn kiện nó ra tòa để cho pháp luật trừng trị nó. Cái gì mẹ? Không phải. Kêu mẹ can mà thì mẹ ra tòa luôn. Bình tĩnh nghe mẹ Mai nói nè. Mình đừng có làm cái gì hết đó. Ở đời có ác giả ác báo, sẽ có nghiệp quật. Con đó rồi thế nào đó cũng bị vũ trụ và thần linh trừng trị nó. Cho nên chúng ta cứ ngồi im để vũ trụ trừng trị nha. Ba mẹ ơi, ba mẹ bình tĩnh nghe con nói nè. Thực ra là như vậy, cổ là ân nhân cứu mạng của con á. Nếu như mà không có cổ là con đã nhập viện rồi. Mình không cảm ơn người ta hết nữa. Mình còn đi nghi oan người ta là đâu có được. Ủa vậy hả? Dạ. Thì tại nói chung là mấy mẹ cũng chỉ lo cho con mà thôi. Đúng rồi. Thôi bây giờ vậy, con hứa là kể từ bây giờ con sẽ không tham gia vào đánh nhau nữa. Ba mẹ yên tâm nha, con lớn rồi, con tự biết hành xử mà. Con nói cái gì thì con nhớ đó. Dạ. Không có được đánh nhau nữa nghe chưa? Dạ. Thôi giờ trễ rồi, ba mẹ về ngủ đi nha. Rồi thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi. Dạ. Ba mẹ ngủ ngon. Rồi nghỉ ngơi đi nha con. Dạ. Thôi mình đi về đi. Hết hồn hết vía luôn à. Nhìn thấy bạo lực như vậy mà cũng dễ thương quá ha. Mẹ không có gì ngoài hai món quà này, sợi dây chuyền với lại chiếc máy ảnh cho con. Con nhớ giữ kỹ nha. Dạ mẹ, con sẽ giữ thật kỹ. Mẹ. Tới rồi, tao chết rồi. Thôi dẹp lẹ. Thức suốt đêm chơi kiểu này hả? Có ngày đột tử đó. Ở trong bệnh viện tôi gặp mấy ca rồi. Trời ơi, sao mà để vậy? Tại nó đó anh. Tại nó rủ em chơi game. Rồi xong rồi nó lại để em một mình, nó không hỗ trợ em để em chết. Rồi giờ nó làm em quên mất. Em dọn nhà luôn rồi. Tại nó rủ em chơi game. Không phải ba, chú á, chú rủ con. Mày đừng nói gì, mày xin lỗi ba mày liền. Không có chú còn nói chơi chung đi cho có bạn có bè. Mày xin lỗi ba mày liền. Con sung. Làm chuyện gì? Một lát con Thảo nó thức. Nó xuống mà nó nghe rồi nó thấy cái ba cái vụ này.
nó đem con heo giải nhiệt ra, mỗi người nó phạt như biết không? Còn nửa tiếng 45 phút nữa mới xuống nó mới thức. Có gì đâu, tôi giờ ba anh em mình phụ dọn tay thôi. Cả nhà ơi! Anh hồi sáng này có coi tin thời sự không? Có. Vụ sao anh? Giá xăng lên chút đỉnh. Hay quá vậy mà con chưa kịp coi nữa. Kệ. Ba. Ừ. Chú. Thầy Khoa. Đau quá. Sao hôm nay mặt chị buồn vậy? Ba. Chú. Khoa. Con lỡ làm mất sợi dây chuyền của mẹ rồi. Vì sao con làm mất? Cái sợi dây chuyền con hay đeo á hả? Dạ. Con nằm mơ thấy mẹ. Mẹ hiện về trong giấc mơ của con, mẹ nói: Thảo, tại sao con lại làm mất sợi dây chuyền của mẹ? Con có biết đó là kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại cho con không Thảo? Trời ơi Thảo ơi, sao con ngậu đậu quá vậy? Chú biết rồi, con nằm mơ thấy mẹ, là mẹ chửi con đó. Mẹ con nói trong giấc mơ là mẹ con đùa giỡn với con thôi. Mẹ con không có trách con gì cái chuyện mà mất sợi dây chuyền. Ba nghĩ là chắc mẹ con giỡn, là mẹ con lấy mẹ con cất ở đâu đó. Mẹ con muốn đùa với con mà, không có gì đâu. Đúng rồi, chú nghĩ là mẹ chỉ là trêu đùa thôi. Con nằm mơ thấy mẹ là mẹ chỉ đùa vui thôi. Nhân dịp mẹ đùa vui, em cũng muốn tặng cho chị một cái điệu nhảy để chị giải sầu. Bác sĩ. Chú cũng vậy luôn. Đừng buồn nữa con. Trời, hôm qua tôi mới coi một phim Hàn Quốc á, có trai đẹp dữ lắm. Vậy à? Ừ. Nè, vô chưa? Bữa nay trời đẹp quá à, tôi muốn đứng đây ngắm trời chút. Ông đi vô trước đi. Lại dạy cha rồi chứ gì. Thôi tôi vô trước à. Anh ơi. Anh á. Ủa, anh có phải là cái người mà trong cái clip đánh ghen của ông Thảo không? Trời ơi, ở ngoài anh còn đẹp trai hơn trong clip nữa đó. Chào chị. Giận hết sức hả? Người ta như vậy mà kêu người ta là chị, phải gọi là cô em xinh tươi chứ. Ủa, mà anh tới đây chi vậy? Đừng nói là anh tới lấy tiền thuốc nha. Bởi nhìn mặt anh đẹp trai mà ổng ngờ anh ghê gớm vậy đó. Thôi, bao nhiêu đâu, em trả cho. Không phải như cô nghĩ đâu, tôi tới đây để tìm Thảo có công việc. Tôi có chút đồ đưa cho Thảo. Đồ gì vậy? Không mấy đem đưa giùm cho. Thôi được rồi, tôi có việc, tôi phải đi trước. Có gì gặp sau, có gì Thảo về tôi lại sau nhé. Cảm ơn cô. Nè, thôi ở đây đi. Nè, ở đây ngồi đợi đi. Nè, anh gì ơi. Anh đẹp trai. Nè. Hôm qua cô làm cái kiểu gì mà bị đưa lên mặt báo luôn vậy? Ủa, cô tưởng là mình ăn hình lắm hay sao? Dạ dạ, em xin lỗi sếp. Bây giờ có cái vụ này để cho cô đói công chuộc tội nè. Có một cái bà thầy bói ghi là lừa đảo, tôi có gửi thông tin qua mail rồi đó. Dạ sếp, em sẽ đi liền. Thưa mọi người, con đi làm. Ê, trời ơi, nó mặc đồ ngủ đi hả? Chết, con muốn thay đồ. Hả? Cái mọi người dọn mẹ đi nha. Lo cho nó quá. Trời đất ơi, rồi bây giờ bỏ đi vậy rồi còn heo sao hả? Con heo cái gì? Con heo rồi vẫn để đi vậy. Còn cái nhà này dọn dẹp sạch sẽ, tụi em muốn phạt 50 ngàn nữa không? Sao mà khói dữ vậy trời. Cho con xin phép cô cho con mở cái cửa cho nó bớt khói chứ.
cái này là chết cái cổ họng con. Con trai của hai nữ chưa có người yêu vì có ba con yêu nữ. Nó trấn yểm cậu ấy lại và không cho nữ nào bước vào cuộc sống của con trai hai nữ. À, con học đại học là học ngành gì? Mà con tốt nghiệp lại gì con? À, khi nào là con định kết hôn nè? Rồi khi nào định sanh con đầu lòng? Nếu mà không có chuyện gì thì hạn chế tới bệnh viện giùm ba. Ủa sao vậy ba? Đó là lệnh của giám đốc.